giùm cái luôn. Nothing escapes my eyes. Ai mua hạt không? Hạt Liên Quân giá rẻ giá rẻ. Quẹo lựa đi bà con cô bác ơi. Ngồi chậm hẩm lạc giảm nha, mà ngồi chèm bẹp cái lạc đẹp cực kỳ luôn. Nhanh tay còn chậm tay vẫn còn luôn nha mọi người ơi. Quẹo lửa luôn bà con cô bác ơi. Phê quá rồi. Tất cả bà con đã bị bao. Đã bị bao. Cà bao bao bao. Cà bao. Cà bao về nhà. Úi giời ơi, cái giọng vẫn còn u như kỹ luôn ha các bạn ha. Coi bộ. Ơi mới vô hay kéo hay ngầu rồi nha. Ơi trời, để hồi coi đặt niềm tin vô này nữa coi sao ha các bạn. Nhưng mà cái chuyện đó bỏ qua bên đi nè. Nãy giờ chơi game chưa chào bà con luôn nha. Hú lẹ. Everybody. Annyeonghaseyo. Sawadeekap. Well, cà bổ lộn à đu, cà bổ lộn à welcome to my channel. Chờ néo cà bên này. Cà gai mình TV của em nha. Này coi bộ phải đổi tên rồi các bạn. Nó phải đổi tên qua là tập chơi mập địch rồi. Chứ nó lên tập chơi Florentino hay gọi là bé bốn đó các bạn. Nó kéo hụt không mọi người. Ừ trời, này không biết nó kéo giống ai. Nhưng mà tôi nhìn là tôi thấy quen quen rồi nha các bạn. Tôi nhìn cái màu nó kéo kéo là tôi thấy quen rồi đó. Bà con thấy quen không? Tôi là tôi thấy hơi quen rồi đó. Hả đù nà ní. Mày bà gai tao hạ đậu xanh gâu mà hả? Bà trận tao cũng bỏ mẹ mày luôn nè. Trời ơi, tôi xịt bọt mày có à. Bỏ mẹ mày luôn nè. Bỏ điện thoại chứ luôn ha các bạn. Một pha chén cơm đâu. Để thuộc về cho anh La Vi Lè. Ủa lộn La Vi É nha các bạn nha. Ê. Đó. Mình phải cà khịa nó vậy các bạn. Hay quá mà đây đây. Mày nó. No thiệt. Nói chứ chắc hẳn ngày hôm nay nhiều bà con cô bác sẽ nghĩ là mình mần clip về vị tướng mới đó đúng không? Đó, bà con thấy nó đu không? Nó đu giống như tặc găng vậy đó mấy cha mấy má. Tôi cũng có luyện tập chứ không phải không có đâu bà con. Nhưng mà bà con biết sao không? Tôi vô tôi đánh đấu luyện trước không? Xong then nó bữa đất calibum vô đầu tôi lăn ra lè lử mọi người. Xong tôi bực quá, tôi mới chuyển qua tôi chơi map 33, tôi vô chơi map 33 xem tí uy tín tôi tuột luôn bà con. Chơi map 33 đó mà còn định ghi bọt tôi đừng nói gì vô đánh thường. Nhưng mà bà con yên tâm đi, bà con hãy yên tâm, bà con hãy yên tâm. Thời gian sắp tới á, tôi sẽ cố gắng tôi luyện tập trên những buổi livestream của tôi rồi khi mà tôi đã thành thạo rồi đó. Tôi gành được cái kỹ năng rồi tôi bần clip cho bà con coi. Cái lúc đó là chắc bà con cũng luyện lên tới bậc ớt rồi đó. Ái chà, ú là lá. Mày giống mấy thằng đu nữa rồi nè. Này thì đu với tao nè, đậu xanh rau mà. Trời bắn này chung kia mấy trái má. Ừ ớt trời. Rồi, tụi mày tới công chuyện, tụi mày với tao rồi, tới công chuyện rồi, thôi bỏ đi anh ơi. Bỏ đi anh giang heo. Đậu phỏng, nó phỏng lia lịa ông địa luôn các bạn. Dứt chơi mày luôn, xuống chơi mày luôn, quất bỏ mày luôn, quánh lại là cắm đầu chạy điên luôn nè. Tại biết sao không, gấu béo đưa bụng ra rồi, tôi thấy cái bụng đó rồi các bạn, tôi cắm đầu nó chạy điên liền. Chứ để không nó bay vô nó lụm tôi sao, đâu có được. Trời tôi me hết rồi mấy trái má. Mày đi ngủ đi rồi mày canh mày bắt tao nha gấu béo nha. Tôi thấy nó rồi, nó định xuống găng tôi nè, bà con thấy không. Đó, tôi thấy vậy tôi chạy vô liền. Sao mà vô được, không lẽ giờ mới vô mà băng trụ. Đâu có được, mọi người đâu có được. Nó bây giờ ha, nó đã đi về rồi đúng không. Thì bây giờ mình lụm con tàn rim này xong một cái đậu xanh bắn cái đàn lính này vô quánh bỏ mày ăn alay liền các bạn. Thằng mập địch đi mà nó kêu chung một cái thôi ha. Kêu chung một cái thôi là thằng kia. Rồi xong rồi đó các bạn. Mập địch thiệt là hay quá trời. Ôi trời trời. Mày lấy đâu ra vậy thằng ông cố nội.
Ừ ơi đậu bắp nó lên nó không gì, đứng đây nó núp bụ cà lông thần trưởng nó bay ra nó lấy thịt đè người mấy cha. Ừ nó bay ra một cái tưởng đâu trái mít nó rụng không đó các bạn, thiệt luôn á. Nó nhấn cái thiệt chứ bây giờ thiệt cái mặt tôi có ngay tại tế đàn luôn nè các bạn. Bà con thấy tôi khổ không? Tôi khổ quá mà. Tôi có mần gì đâu. Bà con thấy không? Tôi có chọc kẹo gì đó không? Không. Tôi ở dưới đây nói trên kia mà đậu cho nó đổi lên ở đây nó đập tôi, bà coi không? Tôi khổ quá mà. Tôi có làm gì đâu. Tôi chơi game như bao người đó nè, bà coi là thấy không? Nè, tôi chơi game như bao người thôi nè. Gì cha? À thì ra là có gừng bên kia bởi vàng nắc nó không bay vô các bạn. Nhưng mà không sao, mình thua kèo này mình bay kèo khác các bạn. Bắt cái đồ quỷ này nhầm nhò gì bà con. Phong độ nó chỉ là nhất thời thôi. Ô, ốc chó nó mà làm thôi ghé giờ ha bà con ha. Đi, hình như là mấy thằng ông nội này nó bỏ lên đi rồi. À, tụi bay bỏ nhà đi bộ hả? Vậy thì bây giờ cái trụ này chính thức sẽ bị bóc. Ừ, đó, bỏ nhà đi bộ chị không? Tao nói mấy thằng cao thủ nó không bằng mấy thằng tranh thủ là ở chỗ này ha bà con ha. Vô tình lụm được bí kíp các bạn. Và bí kíp đó là gì? 36 kế chạy là thượng sách phòng tình ơi. Giọt mày ơi. Trời ơi, nẻ súng dưới nè. Hết máu rồi mà nó vẫn bon chen các bạn. Chứng tỏ làng này nó điếc nó không sợ súng ha các bạn ha. Thời buổi này chống cự là chỉ có bụng phệ thôi mập tình ơi. Nhưng mà bạn hãy yên tâm, tôi đã trả thù cho bạn rồi. Tôi bắn thằng gừng bên kia nó muốn ải chĩa tôi luôn mọi người. Bắn có mấy cái thôi, bây giờ nhỏ nó nằm im gu liền mọi người. Nó nằm im gu luôn à. Thôi đổi lên các bạn, dưới đây không còn chỗ để chúng ta chơi nữa rồi. Chúng ta sẽ chạy thẳng lên trên khu vực của con bé bốm để chi. Chúng ta kiếm thằng gấu béo, chúng ta bắn vô cái bản mặt đó các bạn. Hồi nãy các bạn nhớ nó đập mình không? Các bạn nhớ là được rồi. Đó nhớ chỉ là như vậy thôi, chứ còn bây giờ mình gặp nó là mình chạy đó các bạn. Thiệt, chứ không phải gặp là xúc gặp là mút ngang. Nó đang mạnh lắm á các bạn, mình đang thọt mà. Cho nên là mình phải cần cù, mình bù siêng năng, mình đi farm lén vậy nè các bạn. Mình chi, mình kiếm một mớ vàng để khi mà mình đã có một cái lượng vàng nhất định rồi đó. Các bạn thấy nó lên không? Nó lên một cái, tôi nói thiệt bà con, đậu xanh rau má nó, tôi cắm đầu tôi chạy nè, tôi không bắn trụ nữa nha. Bắn trụ nó bắn tôi chết sao mọi người, nó khổ lắm mọi người. Thằng gấu béo này nó hung dữ dữ lắm. Ai? Tôi ra đi, thôi. Ủa mày bắn nữa hả? Thì nói quánh xong nói mày đậu xanh làm mất quả cầu luôn. Trời ơi, coi bộ ăn Tết có mấy ngày vô ốc chó vẫn còn như xưa luôn ha các bạn ha. Mà phải công nhận là thời gian nó trôi qua lẹ thiệt luôn á bà con. Mới nào 30 Tết ha. Rồi cái hôm mùng 1 Tết up clip vlog cho bà con coi. Rồi ngày hôm nay là đã là mùng 6 Tết luôn rồi. Không biết là bà con còn nhớ tôi không ta? Hay là quên trơn trội luôn rồi. Tại vì biết có biết sao, hồi hôm mùng 1 Tết tới giờ là giờ mùng 6 rồi. Hôm nay mới cơm bách đây nè. Còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 đâu up clip đâu. Chắc là bà con quên tôi trơn trội rồi. Không biết còn ai nhớ không nè ta. Ví dụ như mà bạn nào mà ở đây còn nhớ mình á, các bạn nhớ cho mình xin nút like để mình biết là bao nhiêu bạn còn nhớ nha. Còn bạn nào mà đã cho xin một like rồi, sẵn tiện quơ luôn nút chia sẻ ủng hộ luôn nha. Rồi cảm ơn bà con nhiều. Cảm ơn bà con trước. Còn bà con nào mà kiểu như là nãy giờ coi clip mà chưa đăng ký kênh á, bà con coi rồi quất cho nút đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha bà con. Để chi? Để nhanh chóng đạt được con số là 10 triệu subscribe rồi mốt lụm nút kim cương về ghi view cho bà con coi nha. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào vấn đề của trận đấu nè. Thằng gừng nó ngoài mít kìa các bạn. Ý, lại là anh gấu béo. Bỏ đi anh ơi, anh đừng có mà mơ, anh đừng có mà mơ. Anh định bắt tôi hả? Giùm một cái luôn anh trai. Nó gừng nó mò, nó canh nó bắt tôi mà. Nó định làm một qua lấy thịt đè người nữa các bạn. Đâu có đoạt. Trời ơi, hồi nãy chẳng qua là tôi sơ ý thôi bà con. Còn bây giờ tôi đã biết được là nó dùng cái tiệt kỹ núp bụ cà lông thần trưởng rồi. Cho nên là bây giờ tôi sẽ né mấy cái bụ ra các bạn. Cái bụ là cái nơi nguy hiểm nhất nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn cũng thấy rồi đó. Anh gấu béo này anh ghê dữ lắm. Ủa gì vậy? Trời ơi, nó chơi bẫy luôn kìa các bạn. Hay quá vậy trời. Nó lên chảnh lụm dán heo luôn các bạn. Ê, chỗ người ta đang quấn lộn đừng lên trang hả mày. Lên luôn rồi các bạn ơi. Ủa gì ghê vậy? Rồi có khi nào con bé bốn nó cân luôn kìa không ta? Ủa hay. Dạ có chôm buddy. Mặc dù là nó đứng trước mặt luôn rồi đó, nhưng mà bà con cũng biết cái tánh tôi rồi. Tôi là người cúp bóng lịch sử mà bà con. Đó cho nên là mình vô nhà người ta, mình lấy cái bùa là mình phải nhà có chó hung banh ơi, hoặc là bác ơi nha bà con cô bác nha. Đó cho nên là bà con phải nhớ cái điều này ha. Còn cái điều mà nãy bé bốn là các bạn hãy quên nó đi. Các bạn hãy quên nó đi. Nhưng mà thật ra thì mình cũng cảm thấy là có lỗi với lời bé bốn á các bạn. Lỗi ở đây không phải là mình khen bạn đó. Tại vì các bạn biết rồi, ai trong đồng bọn mình quánh hay là mình phải khen. Mình khen người ta mới có động lực người ta chơi hay hơn các bạn. Nhưng mà đâu có ngờ đâu phải không.
đó là nói chung á thì cái bao đó mình đâu có nghĩ là bé bốn nó kỹ năng cao, nó bờ gồ layer tới vậy các bạn. Tôi mà biết cái bờ gồ layer tôi lên nó phụ nó rồi là có thể là nó cân 3, cân 4, cân 5 các bạn, nhưng mà đâu có ngờ đâu đậu xanh rau má thì nó là như vậy đó các bạn. Mày tới công chuyện với tao rồi, sao mà chạy được, sao mà chạy được. Tôi đâu có quan trọng nó là sức bọt hay đi. Đúng rồi bạn ơi, ừ đúng rồi, hút nó nàng kia mấy kia bay tráng nè bóc đó, ừ hay đó, hay nữa các bạn. Tao mà nằm xuống thì đậu xanh cái bụng mày cũng phải dảnh lên luôn nha gấu chó nha. Hả hê tôi quá, hả hê tôi quá, trời ơi đậu xanh gấu mó luôn biết mấy ông bó chai vậy các bạn. Chúng mình ăn hết của ông nội ngoại nó hay gì canh bắt tôi hoài à bà con. Tôi có mần gì đâu, tôi chơi game như báo người. Thôi cái chuyện này ai cũng biết rồi ha. Như chưa khổ quá các bạn, thiệt luôn á, tin vui mới tới thiệt chứ chưa được nóng tích nữa là tin buồn nó chạy tới rồi các bạn. Mập địch đây nè, ủa lộn gấu béo rồi nè, cũng phải để ý nó nha, này nó nguy hiểm quá các bạn ơi. Thôi nói chứ công nhận cái xì kinh ngày hôm nay nó đẹp thiệt ha, nhưng mà không phải gà gán cặn đâu bà nha. Bà con coi đầu clip bà con mấy rồi đó, tặng giùm cái á, không có tặng đâu, trời ơi tao bán đâu mấy ông nội ơi, không có tặng nha. Còn mấy cái xì kinh kia là cũng nó kiểu vậy đó, thôi bỏ đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập chung vô vấn đề của trận đấu nè. À đù, tình hình Úc cái đáy nè, Cuba hiện đang rất là căng thẳng nha các bạn. Chỉ cần vài pha xử lý lỗi nữa thôi thì có thể trận đấu này nó sẽ đi Mỹ luôn đó các bạn. Nhưng mà anh gấu béo đã bị chúng tôi phát hiện, không biết là anh ta có giọt được hay không. Giọt giùm một cái luôn thằng ông cứu nội, chiêu cuối để làm gì các bạn? Chiêu cuối để làm gì? Chiêu cuối để bắn thẳng vô cái đầu gấu béo. Bóc mày hả con? Nó nha con. Ừ, nó chạy được luôn kìa. Ơi. Và đây là một pha sáp lá cà la di lé bắn lia lịa ông địa, khiến cho anh văn heo văng lên bảng điểm số. Và con mẹ cà ký xì cũng đã phải dánh cụ tội. A à, lai dánh cụ tội luôn. Nhưng rất là tiếc là vì lẽ không ăn được một pha chập bồ kêu, chỉ ăn được một pha đó là đích bồ kêu. Thôi nhưng mà như vậy cũng được rồi, ăn hôi quá bắt cộng hồi đồng bọn bu vô gì bọt mệt lắm các bạn. Rồi bị giống mang đu dây nữa rồi đó, đu câm luôn nè, đu thẳng vô tới đàn luôn ha các bạn ha. Ơi văn heo chuẩn bị ra kìa các bạn. Ơi ơi mày gã đây con, mày gã đây con, mày lú mày mặt ra một cái thôi là đừng hỏi tại sao nè. Bóc đứng im gú liền các bạn. Ôi ơi vừa các bạn, rồi giờ sao mà đép được đúng không các bạn. Bây giờ chỉ còn có... thôi về không mấy đứa ơi. Đi về tôi bạn ơi, đứa đấy rồi gấu béo ra lụm tôi á. Ôi không để cho bà con phải chờ lâu hơn nữa. Ở thì đây không phải là bu đồ nha, mà là bu phù hiệu mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay nha bà con. Tình linh nha. Rồi sau đó nhánh phụ thứ hai á các bạn thấy không, nó sẽ giúp cho các bạn dọn đàn lính lẹ hơn nữa. Và còn đây là cái bu đồ của mình nè. À, các bạn ơi, do là trận đấu này bên đồng địch nó không có những chức tướng và đấu sĩ hạng nặng á, cho nên là không cần thiết phải lên kiếm mua ga mã xà nha. Các bạn chọn cái thương xuyên phà bắn sẽ thốn hơn á. Khi nào chúng ta nên lên cái kiếm mua ga mã xà các bạn? Khi mà bên đồng địch nó có những chiếc tướng mà thiệt là bờ gồ tà gâu đó các bạn, bờ gồ tà gâu á, mấy con mặt châu châu á các bạn, rồi chúng ta hãy lên nha. Ý gấu nó chạy, nó chạy đâu đây? Rồi. Rồi 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 tụi bay tới cục mà, ủa lộn mà tới công chuyện với tao rồi. Không có về đép kịp các bạn, tao nói cha con đi quánh nhau có thằng tranh thủ đang bắn trụ lén ha. Búp còn mấy lính này bắn trụ lâu ghê luôn các bạn, thiệt luôn á, bực thiệt luôn các bạn. Mà mấy kia bực á, chúng phải mình làm gì đâu bực các bạn, trời vui chết luôn mọi người. Thôi cảm ơn bà con nhiều nha, vì nãy giờ bà con đã dành thời gian quý báu của bà con ra để xem clip ủng hộ mình. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như tặng mình xin một nút like cũng như một nút đăng chia sẻ nha các bạn. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Dồi shop của anh Tân Dồi tại đường Trần Văn Đang quận 3 đi bà con. Mà nè, hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi chờ đón bà con á nha. Mua trả góp là xưa rồi, còn bây giờ á, mua điện thoại tặng cái bịch.